Vào khoảng 11 giờ trưa nay 13 tháng 8, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Cảnh và Phạm Ngọc Thạch thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết tại chỗ và hai người bị thương. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1982, ngụ ở huyện Định Quán, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 60L9028, lưu thông trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, thì đụng vào hai xe máy do anh Hồ Phước Lộc và anh Sầm Say Hính chở bạn đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Cú va chạm mạnh đã cuốn một chiếc xe máy vào gầm xe ben và một chiếc xe máy khác văng ra ngoài. Tai nạn làm anh Hồ Phước Lộc chết tại chỗ, còn anh Sầm Say Hính và bạn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng công an tại thị trấn Tân Phú và cảnh sát giao thông công an huyện đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.